Xin chào tất cả các anh. Hôm nay em sẽ quay video rót mật ong rừng cho các anh xem nhé. Đây là sản phẩm mật ong rừng chuẩn Điện Biên nhà em đấy ạ. Thế nên là các anh có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Đây là sản phẩm mật ong rừng đấy ạ. Các anh có thể xem ạ. Màu rất là đẹp. Các anh chỉ cần nếm thử một chút thôi sẽ cảm nhận được cái hương vị của mật ong, của hoa rừng. Sản phẩm mật ong rừng nhà em có giao hàng trên toàn quốc. Các anh quan tâm xin vui lòng để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho em nhé.